tình gian dối, rồi ta đã quên nhau và cho nhau phút hẹn hò. Còi tàu vang lên sẽ màn đêm thật hay, bên nhau phút giây này giờ ngày mai cách xa nhau. Giờ câu ta tư và giờ đường tình hai lối, thì tôi chỉ xin em nếu yêu mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thương, đường tôi về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua đi, anh đèn thật buồn cô đơn càng rét. Các bạn các anh chị em yêu audio trên toàn quốc, quý vị và các bạn đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng audio Bãi An Giang. Thì trước mắt cho quý vị và các bạn, đây là con đẩy Yamaha 2002M, có hai đồng hồ vuông vẩy rất là to nha quý vị. Ruột đẹp xuất sắc nha quý vị. Bao nhiêu ước mơ đầu chìm vào con nước trôi lòng lặng luôn. Đánh 16 con sò Motorola nha quý vị. 16 con sò Motorola. Bao đêm vẫn âm u mang người tình vào thiên thư. Phía sau có máy nha quý vị. Cực kỳ đẹp. Công suất nguồn nó ghi 350W thôi quý vị, nhưng mà nó rất khỏe quý vị, có thể đánh được những đôi 40 rất là căng luôn. Thì em đang ghép nó với đôi Pioneer CS F7000, thì hôm nay nó lại về được một đôi nữa, rất đẹp ha quý vị, rất là đẹp luôn. Đường tối về đêm nay gió khuya lạnh buồn qua. Đôi này thì nó gọi là quyền thợ nhặt vàng nha quý vị, đánh rất là hay, đều ba giải. Vẫn là cái giá 5,7 triệu cho đôi loa này nha quý vị. Thùng quách góc cạnh nè. Rất đẹp nha. Thùng quách góc cạnh rất là đẹp. Hôm nay phố đông người ngại ngùng. Lo nguyên trên nguyên bản hết, giá 5,7 triệu nha quý vị. Trở lại sân ga đón tàu tối về một mình. Pioneer CS F7000. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.